Với chủ đề phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trung thành đoàn kết gương mẫu đổi mới, xây dựng hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới, sau 4 ngày làm việc, hôm nay Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 5 đã bế mạc với nhiều mục tiêu và nhiệm vụ được thông qua. Với sự đồng thuận và thống nhất cao, Đại hội đã bầu 99 đại biểu đại diện cho hơn 2.600.000 hội viên Hội Cựu chiến binh cả nước vào Ban chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ năm 2012-2017, bầu 23 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Hội, tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Chủ tịch danh dự hội và bầu Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ mới. Thông điệp được truyền đi tại lễ bế mạc đại hội một lần nữa nhấn mạnh, các hội viên từ Trung ương tới các thôn bản cần phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân. Anh bộ đội Cụ Hồ năm xưa đã từ phát áo lính ra mặt trận chiến đấu, bị thương hy sinh, đổ xương máu ở chiến trường. Thì ngày nay trên mặt trận xây dựng, bảo vệ đất nước, tôi nghĩ rằng cựu chiến binh cả nước sẽ phát huy tốt cái này. Là một trong những lực lượng cũng rất hùng hậu, cũng là lực lượng nòng cốt, có trách nhiệm tham gia cùng với lực lượng, các lực lượng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân trên các địa bàn. Cùng với việc phát huy hơn nữa những ưu điểm, Đại hội cũng xác định trong nhiệm kỳ này sẽ tập trung khắc phục những biểu hiện công thần, kiêu ngạo, thiếu niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước, của một số hội viên để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hội. Trước tiên tôi nghĩ rằng là phải xây dựng cái Trung ương Hội đoàn kết từ trên Trung ương xuống cơ sở, rồi vận động lực lượng của chiến binh tham gia để mà bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ chính quyền. Đoàn kết, vận động cựu chiến binh tham gia các phong trào xây dựng, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương. Hội cựu chiến binh, hội của những người từng mặc áo lính bộ đội Cụ Hồ. Họ là những người trực tiếp chiến đấu với kẻ thù và nếm trải nhiều gian khổ hy sinh. Hơn ai hết, họ là những người hiểu sâu sắc nhất giá trị của hai chữ độc lập. Được thành lập 23 năm qua, hơn ai hết, Hội Cựu chiến binh và mỗi hội viên đều hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và bảo vệ những giá trị ấy trong đời sống hôm nay.